cách tham gia nhóm whatsapp mà không được phép xin chào các bạn thân mến của tôi bạn có khỏe không tôi hy vọng bạn vẫn khỏe và có sức khỏe tốt hôm nay tôi có một video mới với các bạn đó là cách tham gia nhóm whatsapp mà không cần sự cho phép tôi hy vọng các bạn thích điều đó nhưng trước khi xem đăng ký kênh để nhận tất cả những gì mới và bây giờ chúng ta cùng theo dõi thuyết minh nhé không có cách cụ thể nào để làm điều này vì quản trị viên nhóm có khả năng kiểm soát ai tham gia nhóm của họ và ai không tham gia tuy nhiên có một số phương pháp mà bạn có thể thử một cách là hỏi quản trị viên nhóm nếu bạn có thể tham gia họ có thể nói có hoặc họ có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin trước khi thêm bạn một cách khác là tìm ai đó trong nhóm không phải là quản trị viên và yêu cầu họ thêm bạn tôi có thể được thêm vào nhóm whatsapp mà tôi không biết không có bạn có thể được thêm vào nhóm whatsapp mà các thành viên trong nhóm không biết để thêm bạn vào nhóm whatsapp mà không cần lời mời hãy mở ứng dụng whatsapp và nhấn vào tab menu sau đó nhấn vào cài đặt và chọn cài đặt nhóm trong liên kết mời nhóm bạn sẽ thấy tùy chọn thêm nhóm nhấp vào tùy chọn này và sau đó nhập số điện thoại của nhóm làm cách nào để tham gia một nhóm ma trên whatsapp không có cách cụ thể nào để tham gia một nhóm ma trên whatsapp tuy nhiên nếu bạn biết tên của nhóm bạn có thể thử tìm kiếm nhóm đó trên whatsapp và sau đó yêu cầu tham gia làm thế nào để trả lời lời chúc sinh nhật trong whatsapp group làm cách nào để yêu cầu quyền cho một nhóm whatsapp để yêu cầu quyền tạo nhóm WhatsApp hãy mở ứng dụng và đi tới menu dấu lớn nhóm mới sau đó nhập số điện thoại của những người bạn muốn thêm vào nhóm và nhấn nút màu xanh lục nếu bạn không có tất cả số điện thoại của người đó bạn cũng có thể viết tên của họ khi bạn đã thêm tất cả những người tham gia cần thiết hãy nhấp vào nút tiếp theo bây giờ bạn sẽ thấy một màn hình có nội dung cài đặt nhóm làm cách nào để ẩn tên mình trong nhóm whatsapp không có cách nào được tích hợp sẵn để ẩn tên của bạn trong các nhóm whatsapp nhưng có một số giải pháp đầu tiên là tạo một liên hệ mới và thêm họ vào nhóm với tư cách người tham gia không phải với tư cách bạn thao tác này sẽ ẩn tên của bạn khỏi danh sách người tham gia nhóm một giải pháp khác là tạo tài khoản whatsapp mới với một số điện thoại khác và thêm nó vào nhóm với tư cách là người tham gia, thao tác này cũng sẽ ẩn tên của bạn khỏi danh sách những người tham gia nhóm. Làm cách nào để cập nhật trạng thái trong WhatsApp Web? Làm cách nào để bỏ qua một nhóm trên WhatsApp? Để tắt tiếng một nhóm trên WhatsApp. Hãy mở cuộc trò chuyện nhóm và nhấn vào nút menu 3 chấm dọc ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Từ đó, chọn tắt tiếng và chọn khoảng thời gian bạn muốn tắt tiếng nhóm. Làm cách nào để tôi luôn ẩn trên WhatsApp? Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này. Vì cách tốt nhất để ẩn trên WhatsApp có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt và sở thích cá nhân của bạn. Tuy nhiên, một số mẹo về cách giữ ẩn trên WhatsApp bao gồm tắt xác nhận đã đọc, ẩn lần xem cuối và tránh thêm các liên hệ mà bạn không biết. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba như WhatsApp Plus hoặc g WhatsApp để tùy. Chỉnh thêm cài đặt quyền riêng tư của mình. Làm cách nào để thêm nhóm WhatsApp mà không có sự cho phép của quản trị viên? Không có cách nào để thêm ai đó vào nhóm WhatsApp mà không có sự cho phép của quản trị viên. Nếu bạn là quản trị viên nhóm, bạn có thể mời mọi người tham gia bằng cách chuyển đến trò chuyện nhóm và nhấn vào biểu tượng cộng ở góc trên bên phải của màn hình sau đó nhập tên hoặc số điện thoại của người bạn muốn thêm làm cách nào để tôi không đồng ý với chính sách quyền riêng tư của whatsapp thủ thuật whatsapp không có câu trả lời chắc chắn duy nhất cho câu hỏi này tuy nhiên một số người dùng đã báo cáo thành công của việc sử dụng whatsapp để giao tiếp với những người không có ứng dụng bằng cách gửi liên kết đến phiên bản trực tuyến của giao diện trò chuyện làm cách nào để rời khỏi nhóm whatsapp mà không ai biết để rời khỏi nhóm whatsapp mà không ai biết bạn có thể xóa nhóm hoặc rời nhóm nếu bạn xóa nhóm tất cả thành viên của nhóm sẽ bị xóa và họ sẽ không thể nhìn thấy nhóm nữa nếu bạn rời khỏi nhóm tất cả các thành viên trong nhóm sẽ vẫn nhìn thấy nhóm nhưng bạn sẽ không còn là thành viên nữa làm thế nào để bạn rời nhóm một cách duyên dáng không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này vì cách tốt nhất để rời nhóm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống tuy nhiên một số mẹo về cách rời khỏi nhóm một cách duyên dáng bao gồm tôn trọng và khiêm tốn đồng thời đảm bảo rằng bạn không phải là người cuối cùng gây ra màn kịch nếu có thể hãy cố gắng chào tạm biệt mọi người trong nhóm trước khi rời đi và cuối video xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới